Ui dồi ôi, hoành tráng đấy nhỉ, nhiều trà sữa thế này. Anh ta đợi em đã uống hết đúng không? Trời ơi, đây này, ở đây có vị dâu, vị matcha, vị sô-cô-la, gọi là 1000 tỷ thứ trà sữa trên đời luôn. Thế nhưng mà rất tiếc là không phải cho em. Không cho em, cho ai? Tất cả anh em kênh Tân Paris yêu cầu gặp San Lát Prep Phase 3. Vì vậy, anh phải mua mất rất nhiều trà sữa này để triệu hồi được San Lát Prep Phase 3, nhớ chưa? À, rồi. Ông này, ông ấy cực kỳ thích uống trà sữa, nên là anh phải triệu hồi, em hiểu chưa? Rồi, em hiểu rồi. Em rồi. Ôm chặt lấy nhá, để anh triệu hồi. Vâng. Ông San Lát Prep Phase 3 đâu, ông về ông uống trà sữa đi, ông nghe. Ôi giời ơi, mờ lem, tin tân ta gì có lắm, trà sữa thế nhỉ, đủ các loại vị, tôi thì ta hút hết luôn để biến thành quỷ đầu trà sữa cho nó vui. Ông San đâu? Trà sữa đâu có anh rồi. Trà sữa nào? Trà sữa em uống hết rồi đi. Không, em còn uống. Ông San của anh đâu? Đâu mất rồi. Ôi, ra lấy rồi. Chết rồi. Ông nào vừa triệu hội San Lát Prep Phase 3 ta hả? Đang đi toilet ở trên thiên đỉnh chứ? Đây rồi, quả San Lát Prep Phase 3 đây rồi. Tôi vừa gọi cậu đấy. Cậu gọi tôi lên có việc gì? Đang đi vệ sinh. Đang có hơn tấn trà sữa thì không có ai uống, nhờ cậu uống hộ. Đâu trà sữa đâu. Tân Paris, ta trả lại ngươi cái trà sữa này, nhận đi. Ôi, con quỷ đầu trà sữa kia mau giả ta đây. Anh đừng giả lại rồi, San ơi. Tân Paris, đây còn là mỗi cái hệt thôi, đúng không? Trời ơi, cái này thì khác gì trên trần gian, nó bảo là còn cái nịt. Cái này thì còn không bằng cái nịt đấy cơ, đúng không? Quỷ đầu trà sữa nhá, nó liếm mất của tôi 5 hộp đấy. Cậu nói lại cho tôi đi. Cái con quỷ này nhá, được rồi, ta điên lắm rồi nhá, để ta sẽ xử lý người nhá. Cầm một cái hạt trân châu nó uống luôn. Ôi đất Fred ơi, vừa lại bị mất 5 cốc trà sữa rồi, tiếc quá. Nào, anh thương nào. Nhá, yêu anh đi, nhìn đây này, chóng mặt chưa? À, này nha, nói thật là yêu Lát Bread anh nha. 5 trà sữa trên đấy 500 nha, thậm chí 5000 cốc trà sữa nha. Lát Bread đây cho tất nha. Ôi, như Lát Bread ơi. À, có nhiều tiền nhưng mà chúng ta cũng phải cẩn thận ấy. Tại vì nhá, ở dưới nhân gian nhá là có rất nhiều trộm. Nếu không thì... Mất rồi. Không phải đâu, chắc là người ta mượn thôi. Ui dồi ôi, không phải đâu, đây là cướp đấy. Ôi trời ơi, Trinh ơi, đã bảo rồi, yêu anh không phải nghĩ nhá. Đây, còn 100 nữa đây. Ôi, mất hết tiền rồi. Ôi, hay là người ta lại mượn tiền của mình thôi. Ui dồi, em ngốc vừa thôi, đấy là cướp đấy, em nói rồi. Ê, bỏ tay ra. Để nguyên ép lô điện thoại ra báo cảnh sát đây này. Đứng lại tên cướp kia. Túi tời tôi, tắc tà toát tôi. Tem tào, tếm tường tào. Tược tột tâm tươi tin. Tem tột tiệc. Tươi tột tiệc tì. À, mau giả lại tiền cho ta. Toàn tâu ta tươi tả ta. Tên trộm này, tôi bảo này, tên Lát Bread San này hung dữ lắm đấy. Nên là trả tiền cho nó đi, nếu không á, nó oánh cho đây, đừng có đùa. À, tài tình, tút ta tài tia, ta tây tông tiềm tạ, ta, tút. Từng con tùa tên tên tăng tài ta. À, cái tên trộm này có trả tiền không? Ta tông tiềm tạ. Không giả này. Tới. Đi thôi, uống trà sữa thôi. Rồi các bạn ơi, tên quỷ đầu trà sữa đã cướp mất tất cả trà sữa của mình. Do vậy là team Tâm Pri chúng mình và San Lát Prep Phase 3 và Trinh quyết định là đấu lại tên quỷ đầu trà sữa. Các bạn nhìn thấy không? Ôi dồi ôi, đầu của hắn chính là một cốc trà sữa khổng lồ nha. To nhất trần gian, to nhất trái đất luôn.
Cho bạn nào chưa biết nhá, thì cái cốc trà sữa này nó rộng hơn 1.000 mét khối. Cho nó dễ tưởng tượng này, thì nó nhốt hơn 100 tù nhân vào vẫn chứa được các bạn ạ. Tên quỷ đầu trà sữa này chuyên ăn cắp trà sữa, mà hắn còn có bộ máy siêu siêu khủng nhá. Motor của hãng Parker Đức nhá, sản xuất coi như là một ngày hàng triệu cốc trà sữa, vị hồng đào nhá, vị matcha, vị chanh leo, rồi đủ các tỷ loại vị trên thế giới này hắn chế tạo được tất. Các bạn ơi, Lab Red Phase 3 chào tất cả anh em kênh Tân Paris nhá. Hôm nay tên quỷ đầu trà sữa ấy, thì nghe nói là hắn đang lảng vảng quanh đây. Trà sữa gì đây, thiếu gì, Lab Red mà đầy tiền nhá. Hôm nay bẫy nó nhá, bẫy nó bằng một cốc trà sữa nhá. Khi mà nó đến đây nó ăn à, cho nó ăn gắp tờ lát tờ các bạn ạ. Chuẩn bị trà nấp đã. Ôi trời ơi, ở đâu ra mà cái lọ trà sữa ngon không thể chịu được. Quỷ đầu trà sữa ta lại phải hack thôi. Tên quỷ kia dính bẫy rồi, ăn có ngon không? Kia nào gọi mình? Chính là ta đây, nhận gutter blaster của ta đi. Anh đã vào đây đẹp trai ơi. Anh gọi mình nhỉ? Chạy thôi. Đừng lại tên quỷ đáng ghét. Giời ơi, tức lắm rồi nhé con quỷ nhá. Quả này ta chơi bài độc hơn này các bạn nhìn này. Ôi nhá, hương dâu luôn nhá. Con quỷ thì nghiện luôn. Ta phải bẫy băng được con quỷ này. Nấp. Ôi trời ơi, ở đâu ra cốc hồng trà sữa ngon thế này nhờ, lại phải hút thôi. Tên quỷ đầu trà sữa, ngươi đã bị ta bao vây rồi. Ôi trời ơi, chết rồi, bây giờ phải làm thế nào bây giờ? Tôi có cách ông ơi. Mau trả lại trà sữa ra đây. Tôi được rồi tôi sẽ trả lại cho ông đây ông nhận đi. Tên quỷ cuối cùng cũng đầu hàng rồi. Ôi giời ơi, còn nguyên cái OP này nữa, tên quỷ đáng ghét kia. Ta phải săn bằng được ngươi, lại ăn nó quả lừa nữa rồi. Ơi, đau đớn quá. Sao mà lại khóc thu thế này? Anh bẫy hai lần con quỷ nó đều trốn thoát ra hai lần, và nó ăn trộm hết trà sữa của anh rồi. Em có một chỗ để bẫy nó chắc chắn sẽ thành công luôn. Có thật không đây hay là lừa anh? Em đã nói chắc chắn là được, đi theo em. Đi nào. Mình sẽ giấu ở đây. Đi trốn thôi. Đi chính ơi, đi nhanh lên không con quỷ nó biết. Ôi giời ơi, các bạn ơi, mất hết cả trà sữa trà sụn rồi, khát khô cả cổ các bạn ạ. Đi đây. Rồi. Trong cái rủi lại có cái trà sữa các bạn ạ. Chả biết ông nào lại quên cốc trà sữa đây, khả năng là bụp nhỉ. Em nghe thấy tiếng động rồi. Nhất định là con quỷ đấy đã trộn trà sữa rồi. Để anh cho nó ăn gutter blaster. Chào vớ được trà sữa, tên nào bắn ta. Úi dồi ôi, thôi chết rồi anh ơi, bắn nhầm vào anh Tân Paris rồi cái kia. Dạy, đúng là cái tên Tân Paris này tham ăn. Thế mà Trinh ơi, chạy đi không Tân Paris biết mình bắn là con, mà Tân Paris đánh có một trận ấy. Úi dồi ôi, ngày hôm nay uống được bao nhiêu là trà sữa rồi, no nê rồi, sướng quá. Con quỷ kia, ta đã tìm được hang ổ của ngươi rồi, ta sẽ về tắm mẹ anh Tân Paris. Ôi dồi ôi, bà Trinh ơi, tôi xin bà đấy, tôi có một trò chơi này nha, bà đừng mách ông Tân Paris nhá. Đây này, ở đây tôi có hai cốc trà sữa, tôi mời bà uống. Nếu mà bà chọn được đúng cốc nào có vị dâu nhá, tôi sẽ to cho bà 100.000. Mình trẻ như thế nãy nó gọi mình là bà. Cái trà sữa đâu, đưa đây nào. Bà nhớ chọn đúng cái cốc nào có vị dâu nhá. Để mình xem nào. Đây rồi. Cái màu hồng đậm hơn này chắc chắn là vị dâu rồi. Uống luôn đi. Ngon quá. Đáng đời cái đồ tham ăn, ta sẽ bắt cóc ngươi. Các bạn ơi, mình vừa mới định vị được là cái Trinh nó ở quanh đây, vừa nãy còn định gọi cho mình cơ. Ôi trời ơi. Trường có hai vụ cốc trà sữa này, lại còn có cốc dở nữa. Sao nào, ui dồi ôi, đúng khẩu vị của mình các bạn ạ, lại bổ thôi.
Giời ơi, đúng là cái loại tham ăn rồi. Tân Paris ơi, cậu có làm sao không? Làm sao không? Làm sao không? Đừng lại lắp bà Zét ơi. Ôi trời ơi, trước khi cậu đến thì tôi không sao, nhưng bây giờ tôi sao rồi? Xuống cái tân Paris ơi, Trinh đâu rồi? Cái Trinh nó bị con quỷ đầu tà sữa nó bắt đi rồi. Thì cậu ở im đây để tôi đi cứu nó. Từ hơn đi ai ơi, tôi bảo này, cậu cầm lấy cái máy sấy siêu tốc này, nó bắn được ra đạn đấy, cậu đi cứu cái Trinh đi. Ok luôn. Đây rồi, Trinh bị con quỷ nhốt ở đây rồi. Trinh, em có làm sao không? Tự quỷ nó đến bây giờ. À, tên Lát Fred dám đến cứu cái Trinh à? Làm sao qua khỏi mắt thần của ta được? Nhận đòn đi. Hai tên kia, Lát Fred và Trinh, các ngươi đã bị ta thôi miên rồi. Bây giờ ta sai bảo gì các ngươi phải nghe rõ chưa? Xử lý tân Paris cho ta. Trinh đi rồi. Trinh, anh tưởng em bị bắt cóc cơ mà. Em được cứu rồi. Con này hôm nay lạ đấy nhở? Thế đâu đâu con quỷ đâu, dẫn anh đi đến chỗ con quỷ. Đi theo em. Thả ta ra. Trinh thả anh ra. Sao ấy nhỉ? Sao cái Trinh lại bắt cóc mình nhở? Nhất định là Sinh và Lát và Rét đã bị con quỷ thôi miên rồi, bắt làm đệ tử nô lệ của hắn rồi. Bây giờ mình có cách rồi, Trinh, anh bảo này. Anh bảo này, dưới chân anh có cái gì đấy? Ấy. Đây kìa nữa. Chết rồi, có tiếng động bị đột nhập rồi. Trinh, em có làm sao không Trinh? Ôi dồi ôi, vỡ lở hết kế hoạch rồi. Mấy tên nô lệ bị tân Paris thu phục rồi. Chạy thôi. Ôi trời ơi, hai ông bà tí nữa thì oánh hạ gục tôi đấy. Bị quỷ thôi miên à? Ôi giời ơi, con quỷ đầu trà sữa nó kinh lắm. Ôi, em sao mà biết được? May mà tân Paris thông minh đấy, không thì bị hai tên này hãm hại rồi nhá. Cảm ơn. Các bạn ơi, hôm nay sàn Lát Red Face 3 theo cầu các bạn mình đã làm rồi nhá. Lát Red tiểu này là cực kỳ hữu ích luôn đấy nhá. Sức mạnh đẳng cấp luôn. Quá đẳng cấp luôn. Hôm nay bọn mình đấu tên quỷ đầu trà sữa các bạn ạ. Anh em các bạn nào cũng đều thích trà sữa đúng không? Thế nhưng mà tên quỷ này nham hiểm quá. Nó vừa cướp trà sữa bọn mình còn vừa tấn công bọn mình nữa. Nói chung là các bạn thích làm những con quỷ nào mà đẳng cấp như thế nhá, các bạn cứ comment vào video này nhá. Giờ team Tâm Pri sẽ làm tất cả các cầu các bạn nhá. Các bạn đừng quên ủng hộ chúng mình bằng cách là like video và đăng ký kênh Tâm Pri nhá. Đảm bảo là có những siêu phẩm tiếp theo còn đang đón chờ nhá. Bây giờ thì cảm ơn và bye bye nhá.